Thi thể trôi trên biển không phải là phi công Su-30MK2. Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cho hay thi thể trôi ở trên biển mới được phát hiện là của ngư dân ở tỉnh Cà Mau, không phải là phi công Su-30MK2. Ngày 16 tháng 6, ngư dân phát hiện một thi thể cùng đôi giày nổi lên vùng biển tỉnh Tĩnh Gia, Thanh Hóa và nghi là phi công chiếc Su-30MK2 mất tích cách đây 3 ngày. Khi nhận được thông tin này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật đã cử lực lượng hàng hải và cảnh sát biển kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, trưa 17 tháng 6, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho hay, thi thể được người dân phát hiện trên biển là ông Trần Văn Đoàn, quê ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Nhiều luồng thông tin nói rằng thi thể này có liên quan đến chiếc Su-30MK2 mất tích cách đây 3 ngày, nhưng đó là không đúng. Hiện tại, lực lượng quân đội cùng ngư dân trong tỉnh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm phi công Trần Quang Khải, ông Xứng thông tin. Được biết, ông Đoàn lấy vợ ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, làm nghề cào ngao ở sông Yên, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia. Cách đây 3 ngày, ông Đoàn bị ngã xuống biển, ngay cửa sông Yên đổ ra và tử vong. Trong sáng 17 tháng 6, thi thể ông Đoàn nổi lên và được bà con ngư dân xã Hải Thanh gần xã Hải Châu vớt được. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.